Địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, công tác y tế ở những bản làng vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đang phải đối mặt với không ít những thách thức. Vậy nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm với công việc, đội ngũ cán bộ y tế các thôn bản vẫn đang từng ngày nỗ lực vượt khó vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trời đặc quánh mây mù, nhưng anh Vàng A Sùng, cán bộ y tế thôn Ngài Thầu Thượng vẫn cần mẫn đến từng nhà người dân, vận động họ đưa con em đi tiêm chủng. Trời sáng ngay là bắt đầu đi gọi từng nhà một đi chứ. Không thì người ta đi làm hết rồi đấy. Giờ này là chỉ có ở nhà. Đi tới nhà nào người ta khóa cửa hết. 5 giờ, 5 rưỡi. Trời sáng tầm mở cái là tôi bắt đầu đi. Gắn bó với thôn Ngài Thầu Thượng, một trong những thôn xa xôi khó khăn nhất của huyện Bát Sát đã gần 20 năm nay. Địa bàn anh Sùng công tác có 100% đồng bào Mông sinh sống, hầu hết đều là hộ nghèo. Có những người khi ốm đau chỉ mời thầy mo thầy cúng về đuổi ma, trừ tà, chứ không đến trạm y tế. Để dần xóa bỏ hủ tục, những cán bộ y tế như anh Sùng phải rất bền bỉ và kiên trì trong công tác tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách sống. Vận động người ta không thích đi tiêm, lần này không thích đi tiêm, lần sau lại đến tiêm. Y tá bản cho đồng chí Sùng ấy, thì cũng rất là nhiệt tình. Khi chúng tôi có kế hoạch chúng tôi triển khai xuống thôn, thì đồng chí đấy từ nhà từ cửa để gọi vận động bà con nhân dân để thực hiện công tác tiêm chủng. Toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 1.200 cán bộ y tế thôn bản, 144 cô đỡ thôn bản. Hoạt động trong điều kiện khó khăn, thu nhập hạn hẹp. Vậy nhưng họ luôn hăng say, nhiệt tình hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Y tá thôn bản ở đây rất nhiệt tình về thăm hỏi cả bà con, cả trẻ con đi tiêm chủng, người già cũng đi khám bệnh. Trong quá trình công tác, đôi lúc cũng có khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng khắc phục, vận động bà con đến khám sức khỏe và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Đội ngũ y tế thôn bản được ví như những cánh tay nối dài của ngành y tế. Lặng thầm nơi các thôn bản xa xôi, họ vẫn từng ngày nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.